Thời gian gần đây thấy rất nhiều anh em mua phải điện thoại Xiaomi hàng xách tay nhé bạn nhé, bị gặp phải vấn đề đấy là gặp phải hàng trưng bày. Đấy, thế thì nó như thế nào? Thì các bạn có thể xem cái bức ảnh này đây. Đây là bức ảnh chụp cái hộp của chiếc điện thoại Xiaomi 12S Pro. Nếu mà chúng ta nhìn qua cái hộp này thì chúng ta cảm thấy là nó rất là bình thường, đúng không nào? Và cũng không có điểm gì là khác lạ cả. Đấy, tuy nhiên các bạn sẽ nhìn thấy một cái dòng chữ Trung Quốc ở phía trên cái chữ Dolby Atmos với cả Dolby Vision đấy. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy không ạ? Mình nói thật luôn là mình không biết tiếng Trung. Đấy, nên là mình sử dụng cái Google dịch để mình dịch. Đây thì các bạn có thể nhìn thấy luôn là nó ghi là nguyên mẫu trình diễn, hay là có một số khác nó dịch ra là nguyên mẫu trưng bày. Đấy, nghĩa là đây là máy trưng bày, hay anh em hay gọi là máy demo đấy. Thế thì cái đau xót ở đây là gì? Đấy là rất nhiều cửa hàng họ lại bán cái mẫu máy trưng bày này dưới dạng là hàng mới 100%, xong thậm chí là còn đóng siêu lại nữa cơ. Thế nó hoành tráng cơ. Đấy, và bán dưới dạng giá máy mới tinh cho anh em. Đấy, tuy nhiên là như thế là rõ ràng không được rồi, và chúng ta cũng có thể coi như là lừa đảo. Rất là nhiều anh em gặp phải cái vấn đề này. Cũng một bạn bán hỏi ở trong một cái số tư vấn điện thoại của mình về cái trường hợp này, mình cũng sẽ trả lời chi tiết ở trong số tư vấn điện thoại. Đấy, thế bây giờ chúng ta sẽ thử phân tích cho nhau xem là cái hàng demo thì liệu nó có vấn đề gì không, hay là liệu nó có dễ bị hỏng hay không ấy. Rồi, chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Mua laptop an tâm nhất đến trungtrần.vn. Trungtrần cam kết dịch vụ tốt nhất thị trường. Đầu tiên ấy là cũng chia sẻ với các bạn luôn đấy là mình cũng là người đã mua hàng demo rồi. Cụ thể đấy là cái con iPad Air 2 của mình mua cách đây khoảng 6-7 năm rồi đấy. Và mình cũng mua hàng demo luôn đấy, hàng trưng bày, lúc đấy nó trưng bày được tầm khoảng 3-4 tháng rồi. Nhưng mà mình thấy là dùng đến tận bây giờ nó cũng chẳng vấn đề gì cả. Đấy, thì cũng chia sẻ cho các bạn luôn. Nhưng vấn đề ở đây là gì? Đấy là cái thời điểm mà mình mua con iPad Air 2 hàng demo đó là mình biết rất là rõ cái tình trạng của máy, và cửa hàng người ta cũng nói luôn cho mình đấy là hàng demo, không chấp nhận được thì không mua, không chấp nhận được thì thôi. Nhưng mà cái đáng nói đây là gì? Đấy là nhiều bạn bỏ ra số tiền để mua một cái hàng mới 100% chứ không phải mua hàng demo, mà lại nhận về hàng demo thì rõ ràng là chúng ta sẽ không thích rồi, đúng không nào? Và hàng demo thì có nhanh hỏng hơn so với những hàng khác hay không ấy? Thì câu trả lời là có luôn. Đấy. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì máy trưng bày tại các cái đại lý và cửa hàng ấy thì bạn biết là thường là máy họ sẽ luôn bật màn hình rồi, và độ sáng thì để rất là cao, sạc thì sẽ là sạc liên tục, nên là nó sẽ có một số những cái vấn đề xảy ra như sau. Thứ nhất, đấy là về vấn đề màn hình là cái mà nó bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đấy là cái màn hình của nó thì có thể nó sẽ bị cái lỗi gọi là lỗi ám màn nhé. Đối với cả một số những mẫu máy có màn hình AMOLED, cái lỗi ám màn hay là lỗi lưu ảnh ấy, các bạn search ở trên mạng là các bạn sẽ ra thôi là những cái lỗi này nó như thế nào. Đấy, trong lúc dựng video thì các bạn cũng sẽ hiển thị lên. Đây là một số những cái lỗi ám màn của những con máy khác chứ không phải là của Xiaomi. Nhưng mà đấy, để cho các bạn hình dung được là cái lỗi ám màn nó sẽ như thế nào. Ám màn hay là bóng mờ hay là lưu ảnh đấy. Đấy thì các bạn sẽ thấy chính vì cái điện thoại, cái màn hình nó để im một chỗ nó rất là lâu như thế, thì giả sử như các bạn vuốt sang trang như này này. Đấy, thì có thể là những hình ảnh của những trang thứ nhất này nó sẽ hơi mờ lại ở cái trang thứ hai này. Đấy, thì nó sẽ xảy ra hiện tượng đó. Và cái hiện tượng này là hiện tượng mà xảy ra nhiều nhất. Thế thì liệu nó có xuất hiện cái vấn đề mà bị phồng pin hay không? Thì thực sự là có thể, nhưng mà cái xác suất này là cực kỳ ít nhé các bạn nhé. Chú ý là cực kỳ ít. Đấy, nhưng cái mà chúng ta có thể cảm nhận thấy luôn đấy là cái pin nó sẽ bị chai đi nhiều, bởi vì nó là cắm sạc liên tục, cũng như là khách họ đến họ cũng sử dụng liên tục mà. Đấy, thì là pin nó sẽ bị chai đi khá. Đấy, cũng chia sẻ với các bạn luôn, đấy là cái iPad Air 2 của mình lúc mà mình mới mua ấy là pin của nó vẫn đủ tốt, nhưng mà rõ ràng là so với những cái mẫu máy mới tinh thì pin nó sẽ không thể bằng được. Có một số những cái máy demo trước khi đến tay khách hàng thì họ có thể là sử dụng một số những thủ thuật, đấy là họ thay pin mới cho cái máy demo đó. Thì thực ra là nếu mà các bạn mua nhá, là dưới giá của hàng demo, thế xong rồi cửa hàng họ nói là tôi đã thay pin mới vừa rồi đấy, thì lại ok. Nhưng mà nếu mà họ không nói là hàng demo thì rõ ràng là không ổn một chút nào cả. Tuy nhiên có những cái mẫu máy demo mà nó sử dụng rất ít, có thể là chỉ là tầm khoảng một vài tuần thôi, bởi vì cái mặt hàng đó nó chỉ hot trong khoảng một vài tuần đầu thôi, thì họ để cái đấy họ bán, họ demo, họ để cái hàng demo đó rất ít. Cũng như là thậm chí là có những cái cửa hàng mà họ nhận được những máy demo nhưng mà khéo khi là họ cũng không mang ra cửa hàng để họ trưng bày chẳng hạn, ví dụ thế. Thì những cái chiếc máy đó thì sử dụng chất lượng vẫn ổn, và demo thì tất nhiên rồi, nó cũng sẽ có loại này loại nọ. Nhưng vấn đề đây là gì? Đấy là chúng ta phải biết được là nó là máy demo, chứ không phải là chúng ta không biết được cái điều đó. Nếu mà chúng ta mua hàng mới xong lại phải nhắc lại một lần nữa, chúng ta mua hàng mới xong nhận được máy demo thì là không tốt rồi, đúng không nào? Thế thì vậy thì làm thế nào để mà tránh mua phải những cái hàng demo như này? Thì thực sự là ví dụ như là ở trên cái hộp cái máy đấy, thì hiện tại là mình thấy là chúng ta có thể phân biệt bằng cách là chúng ta nhìn qua cái hộp đó. Đấy, thì bây giờ trong số tất cả những anh em đang theo dõi video này, anh em nào còn giữ lại hộp của điện thoại Xiaomi hay không,
và hộp của anh em nó có cái dòng chữ đấy hay không, hoặc là có thể là dòng chữ khác nhé, bằng tiếng Trung Quốc nhưng anh em lại không biết tiếng Trung Quốc ấy, thì tốt nhất là anh em cứ lấy Google dịch cho anh em dịch xem cái chữ đấy là chữ gì, nó có giống cái chữ của mình ở đây không, hay là chữ khác anh em lại bảo Google cũng là máy demo rồi chết đúng nào. Đấy thì đầu tiên nó xem qua cái hộp cái đã. Thứ hai nữa là chúng ta nên đến các cái cửa hàng uy tín và họ có cam kết rõ ràng. Đấy, ví dụ như là ở đây mình thấy là mình có gọi điện trực tiếp cho anh Nhã ở bên Điện Hay thì anh cũng nói luôn đấy là tất cả những cái sản phẩm Xiaomi hay là Realme bán ra ở bên chỗ anh ấy thì đều cam kết cho các bạn đấy là 100% là không bao giờ có hàng demo, và nếu có hàng thì là hoàn tiền lại máy và tặng luôn cả cái máy đấy, nghĩa là hoàn cái tiền mà bạn đã mua máy rồi tặng luôn cả cái máy đấy luôn. Đấy, x2 tiền lên cho các bạn luôn. Đấy, đồng thời là công khai xin lỗi các bạn ở trên tất cả các cái trang mạng xã hội của cái cửa hàng, cũng như là anh em có thể bóc phốt bét ra là nghe nếu mà phát hiện ra là cửa hàng Điện Hay là bán những cái hàng kiểu demo như thế. Đấy, vậy là họ cam kết như thế để cho anh em yên tâm. Và có rất là nhiều những cái máy thì các bạn có thể tùy chọn nhé, nghĩa là hàng mới nguyên 100% là nguyên siêu luôn. Nếu các bạn thích bóc siêu để mà cài đặt tiếng Việt chẳng hạn, họ cũng sẽ bóc siêu ra cho các bạn. Đấy, tuy nhiên là có một số những cái mẫu máy mà phải bóc siêu trước, ví dụ như là GT Neo 5SE chẳng hạn, để mà unlock SIM chẳng hạn, ví dụ thế, thì cửa hàng họ cũng sẽ nói qua rất là rõ ràng cho bạn những vấn đề như vậy. Còn những anh em nào mà đã từng đến Điện Thoại Hay mà mua hàng ấy, anh em đã mua phải những cái máy hàng review ấy, thì anh em cũng biết được là họ cũng sẽ nói rất là rõ ràng cho anh em là, đây là máy này là máy của ông Dương Dê review này. Đấy thì các bạn mua sẽ có mức giá rẻ hơn so với những mức giá của những sản phẩm mới ở trên thị trường. Đấy thì tất cả những cái máy mà gửi đến cho bọn mình làm review thì bọn mình về cơ bản cũng làm sức bét ra hết mà, xong rồi làm siêu, thậm chí còn rách siêu thứ được, gần như không thể đóng lại được đâu. Đấy nên là cũng chia sẻ cho anh em hết là như vậy. Đại loại là cứ tìm cửa hàng nào mà uy tín, mà uy tín mà lại giá rẻ thì tốt quá đúng không nào. Và Điện Thoại Hay cũng là một trong những đơn vị mà bán điện thoại giá rẻ nhất ở trên thị trường bây giờ. Và tất cả những cái sản phẩm như kiểu là Realme hay Xiaomi đều đã bao gồm cả bảo hành vàng, nghĩa là cả nguồn màn hình và vân tay cho các bạn. Ở các cửa hàng khác là không có cái đó đâu nhé, là coi như là không có bảo hành cho bạn luôn. Đấy, nhưng mà ở Điện Hay chúng ta sẽ được tặng cái gói đó, tiết kiệm hơn khoảng 400-500 nghìn so với các cửa hàng khác rồi. Và nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua laptop cả cũ lẫn mới, hàng phần lớn là nhập Mỹ, chất lượng cực kỳ yên tâm, giá cả phải chăng và cấu hình cao, các bạn có thể đến laptop Trung Trần, trungtrần.vn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.